1 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Hồ Nhật Thành dùng Facebook để thông báo rằng trong thời gian tới, Thành sẽ xây dựng một chương trình đào tạo theo hình thức e-learning. Trong chương trình này, người học sẽ tiếp cận bài giảng thông qua các video, audio, bài đọc và bài tập trắc nghiệm. Nội dung đào tạo của Thành bao gồm hai phần. Thứ nhất là những kiến thức căn bản về xã hội học như lịch sử, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo và văn hóa. Thứ hai là những kỹ năng như tư duy phản biện, làm việc nhóm, tổ chức, lập kế hoạch và tiếng Anh. Thành nói khóa học này sẽ giúp ta nhìn mọi việc từ nhiều khía cạnh rộng hơn, để từ đó có thể đóng góp hữu ích cho sự thay đổi xã hội, ngay cả thay đổi chế độ. Vì vậy, Thành kêu gọi cộng đồng giúp mình dịch các tài liệu cho khóa học. Các comment cho thấy Phạm Mạnh Tuấn đã đăng ký tham gia biên tập và Văn Đình Võ tham gia dịch. Ngoài ra, Thành từng kể cho Hoàng Ba Đích viết rằng dự định xây dựng khóa học này. Thêm một số bài viết trên Internet, thì Nguyễn Hồ Nhật Thành từng tham gia một khóa huấn luyện của tổ chức Voice ở Philippines. Sau khi về nước, Thành thường xuyên di chuyển để tìm hiểu hoạt động của các tổ chức chống cộng trên toàn quốc nhằm viết báo cáo gửi Voice, đồng thời tuyển người cho các khóa huấn luyện mà Voice tổ chức. Năm 2016, Thành vừa cùng Bùi Tuấn Lâm, Nguyễn Nữ Phương Dung viết bài cho một số tổ chức chống cộng như Phong trào Con đường Việt Nam, Dân Làm Báo và Dân Luận, vừa dùng nhà thờ Kỳ Đồng và vườn rau quận Tân Bình. Cả hai đều chịu ảnh hưởng của một dòng Chúa Cứu Thế thành phố Hồ Chí Minh để làm nơi tổ chức các hoạt động huấn luyện. Tuy nhiên, do một vụ gian lận trong quyết toán kinh phí hoạt động, Bùi Tuấn Lâm và Nguyễn Hồ Nhật Thành cãi nhau rồi tách ra hoạt động độc lập. Cuối tháng 12 năm 2016, Nguyễn Hồ Nhật Thành thuê một căn hộ chung cư làm nơi tổ chức khóa huấn luyện mang tên Hạt giống thay đổi. Những người giảng dạy bao gồm Nguyễn Quang A, Nguyễn Hồ Nhật Thành, Lê Công Định, Phạm Đoan Trang. Trong đó, Nguyễn Quang A giảng về các mô hình hoạt động để thay đổi chế độ, còn Phạm Đoan Trang giảng về truyền thông và các hình thức đối phó với công an. Toàn bộ kinh phí của khóa học do Voice tài trợ. Ngày 23 tháng 9 năm 2017, một học viên tên Nguyễn Đình Hà bị công an bắt và khai nhận mọi thông tin về khóa huấn luyện. Theo đó, chỉ để đảm bảo an toàn, Nguyễn Hồ Nhật Thanh đã nhờ một người khác đứng tên thuê căn hộ. Ngoài ra, Thanh cũng đề nghị học viên đi xe bus đến điểm hẹn, tắt điện thoại di động, rồi đợi người dẫn vào căn hộ thay vì tự di chuyển. Thành còn cung cấp quân phục của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ cho các học viên để họ mặc và chào cờ trước mỗi buổi huấn luyện. Tổ chức Voice tài trợ kinh phí đi lại, ăn ở cho các học viên với mức 300 USD một người. Trong khi đó, mức tài trợ cho giảng viên không được tiết lộ. Các bài viết cũng khẳng định rằng Nguyễn Hồ Nhật Thành đã gian lận tài chính khi tổ chức khóa huấn luyện này. Cụ thể, Thành đã báo cáo rằng tiền thuê nhà là 10 triệu đồng một tháng, trong khi con số thực là 5 triệu. Ngoài ra, Thành cũng thu thêm của mỗi học viên là 1 triệu đồng. Khi công an triệt phá lớp học, Thành nói với truyền thông rằng công an đang ngăn cấm lớp dạy kỹ năng sống của Thành một cách vô cớ. Như vậy, nhiều khả năng Nguyễn Hồ Nhật Thành đang mở lớp đào tạo trực tuyến bằng tiền của Voice. Hình thức đào tạo trực tuyến đem lại cho Thành ba lợi nhuận. Thứ nhất, Thành sẽ cung cấp khóa đào tạo cho nhiều người hơn. Thứ hai, những người này được an toàn vì chỉ viên học tại nhà thay vì đến các địa điểm bí mật. Thứ ba, Thành có thể dùng khóa đào tạo này tìm và sàng lọc người trước khi họ vào các khóa đào tạo hoặc chương trình hoạt động offline. Tiếp thay, lời giới thiệu khóa học cho thấy Nguyễn Hồ Nhật Thành là một kẻ dốt thích khoe chữ. Bởi xã hội học là một môn khoa học riêng biệt, có nội dung và phương pháp riêng, chứ không phải là tập hợp các môn học về xã hội như lịch sử và văn hóa. Bên cạnh đó, không ai nói dân chủ và nhân quyền là những kiến thức căn bản về xã hội. Có lẽ, Thành nên tự xem lại hiểu biết và nhân cách của bản thân trước khi quyết định mở lớp để dạy người khác. Sóng truyền thông số 5, Đinh Nguyên Kha không